Thưa quý vị, vào chiều tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp và hội đàm. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung, trong đó hai nhà lãnh đạo hoan nghênh một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương với việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường. Trong khuôn khổ quan hệ mới này, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các nguyên tắc nền tảng định hướng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, bao gồm tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa, hợp tác trên các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Tuyên bố chung cũng đã đề cập các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ bao gồm quan hệ chính trị ngoại giao nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và củng cố lòng tin chính trị. Trong hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo, đóng vai trò nền tảng cốt lõi và động lực quan trọng của quan hệ song phương. Việt Nam và Hoa Kỳ quyết định đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số, coi đây là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong tuyên bố chung cũng đã nêu các nội dung cụ thể hợp tác giữa hai nước trong hợp tác giáo dục đào tạo, hợp tác về khí hậu, năng lượng, môi trường và y tế, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác văn hóa giao lưu nhân dân, thể thao du lịch, hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế. Trong tuyên bố chung, Việt Nam-Hoa Kỳ cũng nêu rõ, kể từ khi bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 1995, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Chương mới này trong quan hệ giữa hai nước sẽ đưa quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm cao mới. Cùng nhau, hai nước sẽ hiện thực hóa nguyện vọng của người dân về một tương lai tươi sáng và năng động, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực quan trọng này cũng như trên toàn thế giới. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị thông tin chi tiết sau khi có tin từ nhóm phóng viên gửi về.